Xin chào quý vị và các bạn. Do tác động kết hợp của rãnh áp thấp đi qua khu vực Bắc Bộ ở tầng thấp cùng với vùng hội tụ gió phát triển trên các tầng khí quyển trên cao lên đến 5.000m, nên từ nay đến sáng 23 tháng 8, Bắc Bộ có mưa nhiều nơi. Riêng khu vực vùng núi và Trung Du có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Người dân đề phòng với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm. Từ 23 tháng 8, các hình thế gây mưa suy yếu, trưa chiều có nắng gián đoạn và nhiệt độ tăng nhẹ, phổ biến trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ. Đối với các tỉnh miền Trung, nắng nóng vẫn kéo dài tại các tỉnh từ Nghệ An đến Ninh Thuận với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 cho đến 37 độ, có nơi cao hơn. Chỉ riêng Thanh Hóa có mưa rải rác do chịu tác động của hình thế gây mưa phía Bắc. Do nắng nóng kéo dài và độ ẩm giảm thấp vào trưa chiều nên nguy cơ cháy nổ và hỏa hoạn ở mức cao, đặc biệt là tại khu vực đông dân cư và những cánh rừng nơi đây. Người dân chú ý đề phòng. Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày mai có mưa rào và dông rải rác về chiều tối và tối. Ban ngày mưa giảm và xen kẽ trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên từ 30 cho đến 33 độ. Còn Nam Bộ dao động từ 31 cho đến 34 độ. Sang ngày 23 đến 24 tháng 8, cả hai khu vực này mưa giảm, phổ biến ít mưa, ban ngày có nắng với nhiệt độ tăng nhẹ lên khoảng 1 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm huyện đảo Hoàng Sa, thịnh hành gió Tây Nam đến Nam có cường độ cấp 4, cấp 5. Thời tiết trên các vùng biển này phổ biến ít mưa với tầm nhìn xa thông thoáng. Ở khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Đến đây, bản tin thời tiết cuối ngày 21 tháng 8 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.